tại công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc chương trình Tết xuân dày xuân chia sẻ năm 2024 và tham dự có ông Quỳnh Thanh Xuân, phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam, ông Trần Diệt Trường, phó bí thư thành quỹ, chủ tịch quỹ ban nhân dân thành phố Cần Thơ, các quỹ viên ban thường vụ thành quỹ, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thành phố Cần Thơ. Tại lễ khai mạc, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã trao quà cho đoàn viên người lao động hoàn cảnh khó khăn, con của đoàn viên công đoàn bị mất do Covid-19, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng đến 1 triệu 300.000 đồng. Trong khuôn khổ chương trình tại khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, còn có chợ Tết công đoàn với 25 gian hàng bán hàng giảm giá, gian hàng không đồng, tư vấn chế độ bảo hiểm cho công nhân diễn ra trong 2 ngày, 26 và 27 tháng 1. Chương trình Tết Sâm Dày Xuân Chia Sẻ 2024 sẽ diễn ra tại hai điểm là Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ và khu công nghiệp Thốt Nốt, với các hoạt động như trao 3.660 phần quà Tết cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hội thi thời trang tái chế, hội thi nấu bánh tét, tặng bánh tét cho công nhân khu nhà trọ, trưng bày mâm ngũ quả, tuyên truyền về an toàn giao thông, các hoạt động trò chơi dân gian tặng 80.000 phiếu mua hàng giảm giá cho công nhân lao động và gian hàng miễn phí không đồng.